Khí tận nhẫn ngày tận thế tập 2. Những hạn bạc này thật ra vẫn có một chút ký ức lúc còn sống, hoặc có thể nói là chấp niệm. Kiếp trước Cao Cường á, hắn cũng đã giết người này mới khiến hắn ta ôm mối hận tìm Cao Cường báo thù trở thành con hạn bạc đầu tiên. Còn Phương Đại Hải này á, thì vì bị mình giết chết nên đã trở thành một con hạt bạc khác. Vì vậy, cơ duyên của Cao Cường ở đây đây chính là tinh hạch có thể mang lại thợ chót siêu mạnh. Bây giờ thuộc về mình rồi. Con còn lại này giao cho các ngươi rồi. Các người từ từ mà chơi đi. Cùng mấy nó. Phế vật, đứng lên cho ta. Mẹ kiếp, lấy đồ ngư, giết chết hắn. Trong ngày tận thế, tinh hạch thỉnh thoảng xuất hiện trong hộp sọ của hạng bạc và thú biến dị. Tinh hạch rất hiếm, 100 con, chưa chắc đã có một viên. Rửa sạch tinh hạch sau nó trực tiếp nuốt xuống. Sẽ có thể đỡ cơ thể hấp thu năng lượng tinh hạch. Mày kiếp, cử động đi, mày cử động cái đuổi tao xem. Những cái này là chỗ nước cuối cùng của chúng ta, bây giờ không còn nữa. Còn đi thối em muốn chạy á, có tin lão tử chặt chân mày không hả? Anh đau. Không có nữa thì chúng ta đều phải chết khác á, tôi có thể bắt anh một cách đối phó với tổ thần. Anh cho tôi đi đến điểm cứu viện đi. Nổi màu, nếu như dám đùa tao, mày chết chắc đâu. Giang hiểu khiết là vì hôn thơ của tô thần, nếu các người ở trước cửa nhà tô thần mà làm nhục của ta, tô thần nhất định sẽ mở cửa, sau đó các người có thể nhân cơ hội mà tập kích hắn. Lý nào cô, vậy mà còn có chuyện này, quả thực là cách hay. Tôi có thể phối hợp với các người nhưng tôi đói rồi, các người phải cho tôi ăn trước tôi mới ăn thịt. Ăn thịt không có điện, thịt trong tủ lạnh nó đã thối hết rồi, còn mời nó lão tử còn muốn ăn thịt trên này. Cô muốn ăn thịt vậy thì tự mình mà ra tay đi. Anh nói là thịt trên người cô ta. Các người muốn làm gì? Các người rốt cuộc là có ý gì? Có đừng có qua đây. Khiết, hiểu khiết, chúng ta là chị em, cô không thể như vậy. Đừng có lừa bản thân nữa, chúng ta nào phải chị em. Hơn nữa, cô vừa rồi còn muốn bọn họ làm nhục tôi. Vì vậy cô đừng có trách tôi. Muốn trách thì trách bản thân đi. Tô thần, đợi tao nói rồi thì sẽ đi uống cạn máu của mày. Cho đừng nhả đi nướng chín thịt, anh em ăn no mới có sức đối phó với tô thần. Nhưng anh Cường,
Không có nước, chúng ta không thể trụ nổi một ngày. Nếu mày không muốn biến thành zombie thì hãy làm theo lời tao. Đồ nhả đâu? Tìm cô ta ra đây. Đây chính là thở phách lụa dĩ năng sao? Cảm thấy năng lực tăng lên rồi. Sức mạnh cơ bắp cũng mạnh lên rồi. Lại có người đến rồi. Các cường bộ họ đều điên rồi sao? Tầng dưới không thở ở được nữa rồi. Nơi này là hy vọng duy nhất của mình. May mà mình á còn có con bài tẩy. Có chuyện gì? Ở Lưu Minh, xin lỗi. Xin lỗi, tôi không phải là cố ý. Cái đó tài nghiên của tôi có hạn á, tôi với cô chỉ mới gặp nhau có một lần thôi. Không thể chỉ vì cô xinh đẹp mà tôi phải nuôi cô chứ. Dựa theo hiểu biết kiếp trước vừa đổ nhã, đây là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, và giữa cô ta và Cao Cường cũng là quan hệ hợp tác. Mặc dù đã từng nghĩ đến việc thu phục người phụ nữ này, nhưng bây giờ bầu không khí có chút ngượng ngùng. Ngoài trừ là đầu bếp, tôi còn là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Tây Nam Y Khôi Đại, có chứng chỉ hành nghề y và 3 năm kinh nghiệm là bác sĩ phẫu thuật. Thân hình vậy mà lại đẹp đẹp đến vậy. Không đúng, là căn phòng này đẹp đến vậy á. Có điện, có đá lạnh, mình phải thể hiện giá trị của mình á mới được ở lại đó. Cô vậy mà còn là bác sĩ nữa. Đúng là một điều kiện rất hấp dẫn, nhưng bây giờ vật tư càng khan hiếm, không biết có thể sống đến ngày mai hay không. Chỉ cần anh không đuổi tôi xuống lầu, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Nếu người đẹp đã mất lời vậy thì hãy coi đây là nhà của mình đi. Không biết, nhất thời gấp gáp cái gì cũng nói rồi. Nhưng tôi phải cảnh cáo cô, trước mặt tôi cô chỉ có một lựa chọn duy nhất là ngôn ngữ, đừng có bất kỳ tâm cơ nào nếu không. Tôi hiểu, tôi trước giờ chưa từng nghi ngờ thủ đoạn và quyết tâm của anh. Rất tốt. Vậy bây giờ cởi quần áo ra đi. Bây giờ liền bắt đầu sao?